Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chỉ còn vài giờ nữa thôi là chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới 2020. Nguyên Audio làm clip này xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã mua những sản phẩm ủng hộ bên cửa hàng Nguyên Audio, và quý vị và các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ trong suốt thời gian vừa qua. Cửa hàng Nguyên Audio không biết nói gì hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và chỉ còn vài giờ nữa thôi thì đã bước sang giao thừa rồi. Nguyên Audio xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, để đáp ứng nhu cầu đam mê âm thanh của quý vị và các bạn trên khắp mọi miền. Sang năm 2020 này thì cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ về rất là nhiều hàng âm thanh, loa đầu âm ly, loa karaoke đến từ các nước Nhật, Mỹ, Hàn, châu Âu. Nguyên Audio kính mong quý vị và các bạn trên khắp mọi miền chúng ta hãy đến cửa hàng mua những sản phẩm và ủng hộ cho Nguyên Audio. Không biết nói gì hơn, Nguyên Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.